Hello, xin chào các người đẹp và các chàng trai của Kỳ Kỳ. Như các bạn đang thấy trên cái clip, bên tay trái là da của Kỳ Kỳ ngày peel thứ 3, còn bên tay phải là da của Kỳ Kỳ ngày peel đến ngày thứ 7. Đó là trong cái hành trình peel da 7 ngày không đau đớn của VI Peel. Và đây là da của Kỳ sau 9 ngày peel da và nó đã hết bong, hết lột. Da Kỳ Kỳ chưa bao giờ đẹp được như vậy. Hello, xin chào các người đẹp và các chàng trai của Kỳ Kỳ. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại buổi trưa với kênh YouTube của Kỳ Kỳ ngày hôm nay nha. Cái clip này Kỳ Kỳ sẽ chia sẻ với các bạn hành trình peel da 7 ngày không đau đớn của VPeel. Kỳ Kỳ nghĩ là mọi người trong chúng ta nếu có điều kiện nên thử và trải nghiệm cái liệu trình peel da 7 ngày không đau đớn này. Nếu các bạn không có thời gian ở lại thì Kỳ Kỳ tóm tắt lại cho các bạn bây giờ nha. Mọi mối quan tâm về da của Kỳ Kỳ trước đây như là sáng da, đều màu da, nếp nhăn, da căng bóng, có độ ẩm bên trong và kể cả lỗ chân lông, Kỳ Kỳ chưa bao giờ nghĩ là lỗ chân lông Kỳ có thể thu nhỏ được như vậy, đều được cải thiện chỉ trong vòng 7 ngày qua cái liệu trình peel da VI Peel không đau đớn này. Còn nếu các bạn có thời gian thì ở lại chơi với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ sẽ chia sẻ với các bạn hành trình từng ngày của Kỳ Kỳ, đồng thời tại sao Kỳ Kỳ lại chọn VI Peel và Kỳ Kỳ tự tin 100% có thể recommend các bạn trải nghiệm. Nếu các bạn là một giới mộ điệu về dưỡng da thì chắc các bạn cũng có tìm hiểu cái việc lột da, thay da để làm đẹp, để cho trẻ hóa da nó không còn xa lạ gì. Tại vì da của chúng ta càng lão hóa, càng lớn tuổi thì cái lớp sừng nó lại càng dày trên bề mặt da. Đó là tại sao retinol là một cái thành phần vàng trong việc làm trẻ hóa da. Tại vì nó làm dày cái lớp bên trong của da nhưng mà làm mỏng, làm mịn, làm tinh khiết cái lớp da bên ngoài. Và ở Việt Nam cái việc mà peel da nó không có còn xa lạ gì với mọi người nữa. Tại sao trước giờ Kỳ Kỳ lại không bao giờ chọn peel da ở Việt Nam? Đó chính là Kỳ Kỳ không biết ở đâu mà có thể tin tưởng. Tại vì đi đâu Kỳ Kỳ cũng nghe nói thuốc rượu. Kỳ Kỳ biết cái thuốc rượu là cái tên của các bạn đó đặt thôi. Các bạn cũng dùng những cái loại acid như là VI Peel làm cho Kỳ Kỳ. Tuy nhiên khi mình đến những cái spa, khi mà những các bạn mà làm cái việc mà bôi thuốc rượu lột da đó, Kỳ Kỳ không biết là họ có được trải qua trường lớp chuyên môn về da liễu hay không. Các bạn biết không, lột da đó nó đơn giản mà, bôi lên thì nó lột thôi. Mình có thể làm ở nhà cũng được. Tuy nhiên phải có chuyên môn, các bạn mới biết được cái độ sâu của da thế nào, da của các bạn thuộc loại nào, nên dùng loại acid thế nào, nồng độ như thế nào. Cho nên trước giờ Kỳ rất là muốn trải nghiệm cái việc peel da luôn á, nhưng mà Kỳ Kỳ không biết ở đâu mà để mà làm. Khi mà cái hãng Vidom gửi cho Kỳ Kỳ cái bộ sản phẩm của Vidom Kỳ sử dụng á, thì Kỳ quá mê cái chai retinol này, cho nên Kỳ tìm hiểu trong cái brochure họ gửi Kỳ thì trong đó có VPeel bao gồm những cái liệu trình khác nhau. Và Kỳ Google, Kỳ search thì đúng thiệt cái hãng VPeel này bắt nguồn từ việc peel da. Và cũng có một cái ông tiến sĩ đó, ổng sáng tạo ra cái việc peel da không đau đớn này cho cô con gái của ổng. Và bây giờ cô con gái của ổng là CEO của cái hãng này. Thì Kỳ mới liên hệ Hi Beauty, thì Kỳ thấy cái trang web của họ trong đó có những cái gói có khám bác sĩ. Thì tại đây cũng là lần đầu tiên Kỳ trải nghiệm cái dịch vụ soi da luôn á các bạn. Thì Đoan đưa Kỳ vào cái máy chụp hình và sau đó coi những cái khuyết điểm ở trên bề mặt da của Kỳ cũng như những cái khuyết điểm nằm sâu dưới trong da để xác định được da của Kỳ cái mức độ lão hóa như thế nào để chọn lựa cái liệu trình peel cho phù hợp. Thì ở trên màn hình này Kỳ bất ngờ luôn á, có nghĩa là có những cái vết nám nằm ở dưới sâu dưới da mà Kỳ không thấy, cũng như những cái nếp nhăn. Thì cái máy này á, khi mà soi lên nó đoán da Kỳ đúng 41 tuổi các bạn, trong khi Kỳ luôn nghĩ là da Kỳ trẻ hơn tuổi. Hôm nay thì em sẽ chọn cho anh một cái loại VI Peel Original ha. Tại vì cái Original nó sẽ dành cho những da mà chớm lão hóa. Giống như là lúc nãy mình đã soi da và mình thấy cái mức độ lão hóa của anh là 53% á. VI Peel đó nó cũng dành cho được da mà mới bắt đầu peel á, để cho nó quen dần dần ha. Thì ngoài loại VI Peel Original mà Kỳ làm thì họ còn có cái dạng Advanced cho da siêu lão hóa, đến Purify cho da dầu mụn, hoặc là Precision Plus cho da không đều màu. Ngoài ra còn có cái loại dành cho da sẹo và sẹo mụn nữa các bạn. Việc đầu tiên là trong cái kit đó, Đoan sẽ lấy cái tờ giấy có acetone để làm sạch kỹ cái lớp dầu trên bề mặt của Kỳ. Sau đó Đoan sẽ dùng một cái lớp dưỡng và chứa Vaseline để bôi lên những cái vùng da nhạy cảm như là khóe mũi, khóe miệng cũng như là vùng khóe mắt. Bây giờ bác sĩ Đoan đổ dung dịch ra hết toàn bộ trong cái kit này và bắt đầu cái lớp peel đầu tiên trên da Kỳ. Thì trải nghiệm đầu tiên là hoàn toàn Kỳ không thấy một cái
cảm giác gì luôn á các bạn, hoàn toàn là không có cảm giác đau đớn hoặc là châm chích. Họ có đưa cho mình cái cây quạt cầm tay này để khi mà mình có cảm thấy rác thì mình sẽ thổi vào, nhưng mà Kỳ Kỳ hoàn toàn không có dùng nó trong suốt cái quá trình peel da của Kỳ Kỳ. Sau khoảng một vài phút đợi thì bác sĩ peel lớp 2, lớp 3 và tổng cộng Kỳ Kỳ peel bôi 4 lớp trên da. Thì chỉ có duy nhất cái lần thứ 3 là Kỳ Kỳ cảm thấy nó hơi the cái mặt Kỳ Kỳ lên xíu, nhưng mà nó dịu xuống trong vòng khoảng 5 giây. Khi cái lớp peel đã khô trên bề mặt rồi thì Kỳ Kỳ đi xuống dưới, bác sĩ đưa cho Kỳ Kỳ cái bộ kit để Kỳ mang về chăm sóc 7 ngày. Trong đó có 3 cái tờ khăn để lau sau những lần rửa mặt đầu tiên, một cái tip chống nắng, cái tip dành cho chống ngứa và bôi để phục hồi trong 7 ngày này. Khi về đến nhà sau 4 tiếng thì mình sẽ dùng cái khăn. Trong cái khăn này sẽ có chứa vitamin C nè, có chứa cồn và trong đó có retinoic acid là vitamin A đó các bạn. Mình sẽ bôi lên da sau khi rửa mặt bằng cái sữa rửa mặt mà họ cũng có cho mình trong cái tép gói mà mình mang về trong cái kit đó. Thì trong đây có ghi là khi mình bôi lên mình sẽ dùng cái động tác mình chà, nó sẽ hơi có cái lực nhấn lên xíu trên da để hỗ trợ cái việc peel da ra nó đều và nó tốt hơn. Khi bôi lên nó rất là the cái vụ là cồn lên cho nên các bạn thấy mắt của Kỳ Kỳ nhíu lại đó. Tuy nhiên nó cũng không có rác, nó cũng không có gì hết cho tới bây giờ luôn. Cái gói đó thì mình chỉ có 3 cái gói thôi, có nghĩa là các bạn sẽ lau 3 lần trong 3 cái lần rửa mặt tiếp theo của các bạn. Kế tiếp là mình dùng cái kem mà trong đây có chứa cái thành phần chống ngứa cũng như là thành phần phục hồi cho da mình. Thì trong 7 ngày đầu tiên mình hoàn toàn chỉ dùng những cái sản phẩm này thay thế cho những cái sản phẩm dưỡng. Hôm nay là ngày 1, day 1. Hơi cảm giác khô khô hơn chứ nó chưa có bông lột gì hết. Vẫn còn một miếng khăn để bôi tối ngày hôm nay. Ngày thứ 2, day 2. Hồi sáng này vẫn chưa có thấy peel, nhưng mà vừa rửa mặt xong buổi hôm nay cuối tuần Kỳ Kỳ về trễ á, rửa mặt xong thì Kỳ đã thấy nó bắt đầu nó peel rồi. Và không có thấy Kỳ không có thấy ngứa hay đau gì hết trơn á. Nè các bạn thấy không, nó bắt đầu nó peel cái vùng vòng vòng bên miệng nè. Thì lúc nào là cái peel thì nó cũng bắt đầu từ cái vùng vòng vòng cái miệng mình trước. Bạn thấy không? Còn bây giờ là ngày thứ 3, trời ơi các bạn coi Kỳ Kỳ lột như con rắn này nè. Thì lột rất là đã luôn á các bạn. Cái mà các bạn cần phải quan tâm để ý trong cái những ngày peel này đó là hoàn toàn các bạn không được kỳ cọ tự lột. Vì cái hành động mà tự lột ra khi mà da của mình chưa có sẵn sàng ở dưới đó, nó có thể gây ảnh hưởng và làm cho cái việc tăng hắc tố, tăng sắc tố da, nó rất là dễ xảy ra trên bề mặt da của mình. Lúc này Kỳ Kỳ rửa mặt thôi, Kỳ cũng phải vỗ rất là nhẹ nhàng nữa, nhưng mà nhìn nó bông thấy đã quá ha các bạn ha. Còn bây giờ là ngày 4, các bạn đã thấy nó đã lột ra cái vùng mũi với cái vùng ở trên gò má của Kỳ Kỳ rất là nhiều rồi. Thì có những cái miếng da nó lột mảng lớn chung quanh miệng thì Kỳ sẽ lấy cái kéo Kỳ cắt cho nó gọn lại để Kỳ đừng có cảm thấy ngứa tay á. Thì các bạn cứ việc cắt nhẹ nhàng cái phần này để cho nhìn nó đỡ nhìn thấy ghê, nhìn như con rắn lột da quá. Mà cái Kỳ Kỳ khoái cái việc lột da này á là tuy lột vậy chứ da của mình không có rát, không có đau, không có sót và đặc biệt nó không có đỏ lên đó các bạn. Và đây là ngày thứ 6, các bạn thấy nó đã lột gần hết rồi. Trời ơi, cái lỗ chân lông của Kỳ Kỳ chưa bao giờ mà nó nhỏ vậy trong cái cuộc đời 41 năm làm người của Kỳ Kỳ luôn á. Nó chỉ còn một chút xíu lột cái rìa chung quanh cái khuôn mặt của mình thôi. Ngoài ra là cái da của mình, wow, xuất sắc. Đây là ngày thứ 7 của Kỳ Kỳ. Như các bạn thấy cái mặt Kỳ Kỳ là hoàn toàn là coi như là phải nói là sự hoàn hảo nhất từ trước tới giờ luôn á. À, bây giờ cái cổ của Kỳ thì nó mới bắt đầu lột, có thể là do cái khăn mà trong đó có chứa vitamin A, retinoic acid lúc mà Kỳ lao mấy ngày trước đó. Kỳ có lao nhẹ xuống cổ thì tới bây giờ nó lột. Tuy nhiên qua cái ngày thứ 8 là nó đã hết luôn tất cả một cái liệu trình lột da của Kỳ. Kỳ rất là hài lòng với cái làn da của mình luôn á. Các bạn thấy da của Kỳ sao? Và hơn cả là một cái làn da chưa bao giờ Kỳ thấy nó đẹp vậy, thì Kỳ rất là vui khi Kỳ tìm được một địa điểm Kỳ có thể giới thiệu cho các bạn cũng như là bản thân Kỳ đến, có bác sĩ tư vấn, có những cái sản phẩm chính hãng bán và có rất là nhiều cái nhãn hàng mà bây giờ Kỳ mới phát hiện được và Kỳ sử dụng, trong đó có Vidum Beauty. Và cái những cái sản phẩm này nó hơn cả là những cái sản phẩm dưỡng da, tại vì nó mang lại cho Kỳ cái niềm tin về sản phẩm bôi da. Vì thực sự trước đây ngoài retinol, Kỳ nghĩ là những sản phẩm bôi da nó không thể nào cải thiện được làn da, đặc biệt là những làn da không có những cái vấn đề
về da nghiêm trọng như Kỳ. Tuy nhiên, sau khi xài cái chai retinol này, Kỳ quá mê cái công thức của họ. Khi các bạn bôi lên, các bạn cảm thấy da của mình cải thiện nhanh thấy rõ. Đối với retinol, Kỳ nghĩ là phải cần thời gian lâu dài, nhưng mà cái chai này là một cái chai sản phẩm dưỡng da có retinol, các bạn có thể xài sáng tối và Kỳ thấy được hiệu quả sau chỉ cần vài ngày. Và sau đó Kỳ xài tiếp vitamin C, cho tới bây giờ Kỳ đã được kê retinoic acid giống như retinoin và các bạn của cái hãng này. Và Kỳ rất là vui khi mà Kỳ tìm được một cái địa điểm, một cái nơi, những cái nhãn hàng mà Kỳ có thể trải nghiệm và Kỳ thấy hiệu quả trên da của Kỳ, và Kỳ tự tin giới thiệu với các bạn. Kỳ háo hức tương lai Kỳ sẽ giới thiệu, chia sẻ, review và những cái sản phẩm mà Kỳ yêu thích này. Yeah, Kỳ cảm ơn các bạn đã ở lại chơi với Kỳ. Nếu các bạn thích clip này, các bạn nhớ like một cái. Nếu các bạn thấy clip hay, các bạn nào cần quan tâm về vấn đề peel da an toàn, các bạn có thể chia sẻ với các bạn đó. Nếu các bạn mới sẽ ngang chơi, cho cái subscribe. Nếu thích Kỳ hãy subscribe và đừng quên nhấn cái nút chuông để mỗi lần mà Kỳ có clip mới, các bạn ghé ngang chơi với Kỳ. Yeah. Còn bây giờ thì Kỳ xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.